And now, we have a hotline from Hương Chi in Âu Lạc, also known as Vietnam. Kính thưa Sư Phụ Thanh Hải Vô Thượng Sư, từ khi con và con gái con được biết đến Ngài, đến nay đã gần 6 năm. Từ đó, chúng con mới biết đến lợi ích của việc ăn thuần chay và chuyển qua lối sống thuần chay ngay lập tức. Con có 6 người con, nhưng chỉ có một người con gái là đệ tử của Ngài. Trước đây, sức khỏe con không được tốt, con thường đau ốm và phải uống thuốc chữa bệnh. Từ khi được biết đến Ngài, được ăn thuần chay, mỗi ngày được nghe băng sư phụ thuyết pháp và xem truyền hình vô thượng sư, con cảm thấy tinh thần con lạc quan và cơ thể khỏe dần lên. Kính thưa sư phụ, con không được là đệ tử chính thức của Ngài, nhưng con cảm nhận được sự chăm sóc, bảo vệ của Ngài trong cuộc đời con. Con thường mang theo chiếc loa mini đeo cổ có giọng nói giọng hát của sư phụ và con cảm nhận được sự giúp đỡ của Ngài. Hơn 3 năm trước, khi chồng con mới mất, con có thể nghiệm nội tại thấy sư phụ về nhà xoa đầu con. Vào tháng 8 năm 2023, con về quê thăm gia đình. Khi con và các con đang ở phòng khách thì nghe tiếng nổ lớn ở nhà bếp. Mọi người vào xem thì thấy cái bếp ga đã bị nổ vỡ thành từng mảnh tung tóe khắp nhà. Con tin rằng cả gia đình con lúc đó vẫn được bình an là nhờ sự bảo vệ của sư phụ. Giờ đây khi viết những dòng chữ này, con đã được chuyển đến ở với con gái con, hiện đang là đệ tử của Ngài. Ở đây xung quanh chỗ con gái con có rất nhiều vị cũng là đệ tử của Ngài. Mọi người đều rất quan tâm và quý mến con cảm thấy như đang được sống ở thiên đàng tại thế. Từ sâu thẳm đáy lòng, con thực sự biết ơn Ngài, đội ngũ truyền hình vô thượng sư và các đệ tử của Ngài. Con cầu chúc sư phụ luôn khỏe mạnh và thế giới thuần chay sớm trở thành hiện thực. Cầu chúc cho truyền hình vô thượng sư ngày càng lan tỏa được nhiều thông điệp tích cực đến với cư dân địa cầu. Hương Chi từ Âu Lạc, Việt Nam. Peaceful Hương Chi, we are pleased to know that Master's grace has colored your life so beautifully. Here is a message from her just for you. Kind Hương Chi, heavens know those who are sincere and help them in many ways. As long as we are faithful to the divine, our journey in this physical realm will be well guided. Do thank the Buddhas every day for the abundant blessings bestowed upon you and your family. May the luminous celestial lights bring rays of happiness to you and the neighborly people of Âu Lạc or Vietnam. Love you! We welcome your heartlines, stories, and or cute loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/heartline.